Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai có hơn 5.100 ca mắc sốt xuất huyết. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Nai có thể lên đến 24.000 ca. Đây là số liệu được các chuyên gia y tế đưa ra sau khi phân tích các dữ liệu từ hệ thống dự báo mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh dự án DEMOS. DEMOS là hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết để đưa ra các cảnh báo thường quy về sốt xuất huyết. Trên nền tảng web, DEMOS có thể dự báo các đợt dịch sốt xuất huyết bùng phát trước 6 tháng. Thông qua hệ thống này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có thể ước tính khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của dịch sốt xuất huyết để chủ động hơn trong việc đưa ra những giải pháp can thiệp sớm. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã có hơn 5.100 ca mắc sốt xuất huyết. Ngành y tế lo ngại sốt xuất huyết tại Đồng Nai sẽ trở thành dịch lớn trong năm nay. Việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trong thời điểm này là rất quan trọng nhằm ngăn chặn bùng phát dịch. Biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất vẫn là không có lăng quăng, không có muỗi thì không có sốt xuất huyết. Do đó, người dân cần vệ sinh môi trường sống, chủ động diệt lăng quăng, phòng ngừa muỗi đốt, đồng thời đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh khi có những triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết.